Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, tên thương mại dự án Louis City Hoàng Mai, có quy mô khoảng 238.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 2.430 tỷ đồng, do công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Theo danh sách sơ bộ, có ít nhất hơn 30 căn liền kề được thi công xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp. Các vi phạm cụ thể như đổi vị trí cầu thang bộ, thu hẹp chiều rộng bản thang bộ các tầng, phá bỏ cầu thang bộ các tầng đã thi công theo thiết kế đổ bê tông cốt thép, lấp ô cầu thang các tầng, đập tường ngăn. Được biết, ngày 3 tháng 7 năm 2023, quận Hoàng Mai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai với số tiền 500 triệu đồng và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Mặc dù sau đó, địa phương này đã gia hạn thời gian khắc phục hậu quả đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2024, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành.